Xin chào quý khách hàng đã và đang và sẽ sử dụng sản phẩm của Tado. Xin giới thiệu, tôi là Kim Ngân, cũng là kế toán kho. Hiện tôi đang đứng cạnh các cái phụ tùng của Gap mới nhập về và tôi sẽ giới thiệu từng sản phẩm để quý vị các bạn trong ngay bây giờ nhé. Đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là đèn sườn của xe Gap các bạn nhé. Đây là đèn sườn. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp đến thì là sẽ là đây, tem nguyên đa nguyên kiện của Nga nhá. Các bạn để ý nhá, gác nhá. Và đây chính là lõi lọc nhiên liệu ạ. Đây chính là lõi lọc nhiên liệu của xe gác. Rồi, tiếp đến sẽ là đây. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn đây là đèn hậu này. Đây chính là đèn hậu của xe Gap, nên là các bạn khi mua xe Gap của Tado thì yên tâm, sản phẩm là có sẵn tại kho của chúng tôi nhé. Tiếp đến thì mình sẽ giới thiệu với Vi nhỏ. Đây chính là một cái không thể thiếu và thường xuyên sẽ phải thay tại các cái định mức km nha. Đây chính là lọc nhớt của xe. Đây, tiếp đến chính là gương chiếu hậu nhé các bạn nhé. Gương chiếu hậu của xe Gap hiện nay thì đã có sẵn ở kho của công ty Tado rồi đấy ạ. Hai bên đều có đủ, bên phụ và bên lái đều có sẵn rồi nhá. Cái này chính là lọc gió điều hòa này. Lọc gió điều hòa nhé. Và cũng có rất nhiều khách hàng hỏi rằng là nếu như anh bị va chạm hỏng đèn pha, vậy thì đèn pha ở đâu? Đèn pha chính là cái này, đã có sẵn tại Tado nhá. Hiện tại đã có sẵn rất là nhiều bộ ở Tado rồi nên các bạn không phải lo thiếu về phụ tùng nhá. Rồi. Đây chính là lọc gió nhá. Lọc gió của xe Gap này, lúc nào cũng có tem, đây là hàng chính hãng của nhà máy nhá các bạn nhá. Hàng này là cũng là hàng chính hãng nhé, có tem bảo hành của nhà máy nhé. Rồi, tiếp theo là bộ má phanh sau này. Tất cả đều đầy đủ. Đây là má phanh sau của xe Gap nhé. Gì đấy nhỉ? Và cái này, đây chính là đĩa thắng trước này, đĩa thắng trước của xe Gap. Cái sản phẩm này ấy, mình cũng nhập sẵn ở kho rồi, mặc dù cái này là xe Gap rất là bền bỉ và có khả năng là phải 10 năm hoặc là 15 năm đóng chưa hỏng. Nhưng mà mình cũng đã nhập sẵn ở kho của mình rồi. Và còn một thứ nữa mình sẽ giới thiệu đến các bạn, đó chính là thụt nhún. Đây, thử nhún của xe Gap này. Trên đây thì Kim Ngân đã giới thiệu đến tất cả các khách hàng đã đang và sẽ sử dụng sản phẩm xe của Tado thì đầy đủ phụ tùng lúc nào cũng có sẵn ở kho của mình rồi. Thì các bạn chỉ cần mua xe, còn phụ tùng thì cứ alo mình sẽ phục vụ các bạn tận nơi luôn. Xin chào và hẹn gặp lại. Không còn xa để bên em anh đưa lối về, nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngày chưa vương sầu lắm, nặng đêm từ ngàn muôn ánh sao
dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào, tình đơn phương.